Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái chương trình video này Mình tiếp tục phân tích về giá vàng của ngày mùng 8 tháng 5 Thì trong ngày hôm nay Chúng ta thấy giá vàng có những cái biến động rất lớn ở phiên Á rồi Lát mình sẽ điểm qua về những cái uh, hành vi giá đó Và những cái thông tin thì mình sẽ ưu tiên điểm trước anh em nhé Thì đây là video điểm trước các cái tin tức quan trọng Trong 24 giờ qua Vào thời điểm trước phiên đâu Mình sẽ cố gắng duy trì các số video này Để anh em bắt đầu một cái phiên giao dịch nhộn nhịp Từ thời điểm đầu phiên nhé thì đến thời điểm giữa phiên đến đầu phiên Mỹ ấy, thì mình sẽ có cái buổi live lúc 8 giờ 8 rưỡi các cái thông tin hôm nay mình nhận được từ thị trường thì như Mỹ và Nhật họ đã đồng ý về cái việc can thiệp tỷ giá hối đoái rồi trước đó thì có cái sự cằn nhằn của cái bà Bộ trưởng Tài chính Mỹ về việc Nhật họ can thiệp vào chắc có lẽ là có cái sự trao đổi điện đàm về việc can thiệp rồi và rõ ràng thì chúng ta thấy rằng cái cặp UZ nó đã thể hiện điều đó mặc dù thì Nhật họ cũng không có khẳng định rằng họ đã can thiệp hay chưa họ chỉ có phát biểu chung chung là chúng tôi theo dõi chặt chẽ mức độ ảnh hưởng của đồng yên yếu đến giá cả Uh, ngân hàng Nhật Bản thì sẵn sàng theo dõi chặt chẽ các động thái của đồng yên ảnh hưởng đến xu hướng lạm phát như thế nào rồi. Ngoại hối là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lạm phát, Đấy họ chỉ khẳng định như vậy thôi, chứ họ không có nói là họ đã tác động tỷ giá hối đoái uh, bơm vào trong uh, cái việc bán đô la đi không để họ mua lại Nhật uh, số lượng bao nhiêu thì không có đề cập tới anh em nhé. Thì uh, đó là những cái thông tin về cái cặp Uji, hôm nay thì Uji cũng có cái uh, tăng giá trở lại thì nó cũng theo tình hình chung của đô la tăng giá hôm qua thì um, um, thành viên Fed ông đây uh, thì ông ấy phát biểu uh, khá là dìu hâu thì ông có phát biểu rằng tôi không mong đợi nhiều hơn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay thậm chí ông có một cái khẳng định về việc thậm chí còn phải tăng thêm đặt ra một cái nghi vấn là uh, liệu cái chính sách lãi suất của Fed bây giờ đã đủ hay chưa thì chung ông này thì một cái ông mà có quan điểm rất là dìu hâu từ đầu năm tới nay rồi Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vừa qua hôm thứ sáu yếu Nhưng mà không hoàn toàn là yếu nhá, chỉ yếu hơn so với dự kiến một chút thôi. Nhưng mà ý là nó vẫn có sự tăng trưởng mà à, cần nhìn thấy cái dữ liệu hạ nhiệt nhiều hơn nữa về cái bên thị trường à, việc làm. Còn thị trường nhà cũng thế, đang có một cái dữ liệu khá là cao ở Mỹ, không? cái giá giá cả thuê nhà cao chứng tỏ một cái cản trở cho cái cuộc chiến chống lạm phát. Thì bộ ba mà Fed có đưa ra về các dữ liệu à, ảnh hưởng tới cái CPI của Mỹ ấy, đó là về thị trường lao động, thị trường nhà đất. Không? và những cái dữ liệu về PMI, những dữ liệu về cái sản xuất của Mỹ đấy thì anh em thấy là những cái dữ liệu đó mà nó vẫn còn khỏe, nó không có dấu hiệu hạ nhiệt thì đấy là một cái uh, vấn đề đau đầu dành cho phép uh, thêm nữa về cái câu chuyện giá dầu nó cũng ảnh hưởng đến cái câu chuyện sản xuất của các doanh nghiệp đấy thì nó cũng uh, tự chung lại nhiều các yếu tố nhưng mà uh, mấy cái yếu tố chính đó sẽ là cái mà tác động tới cái lạm phát cao mà cái uh, mục tiêu của Fed bây giờ đang ngắn hạn nha trong cái công bố tiếp theo ấy là cái CPI nó phải giảm dưới mốc 3% thì đấy uh, mới có cái uh, vấn đề về Fed có thể mềm mỏng trong cái uh, cuộc họp sắp tới vào tháng 6 anh em. Hôm qua thì mình cũng nhận được thông tin từ các cái dữ liệu gọi là thông báo trước về lãi suất của ngân hàng Anh. Dự kiến thì họ sẽ có những cái cuộc họp chính sách và công bố lãi suất vào 6 giờ tối ngày mai. Đấy thì có cái dữ liệu này mình thấy cũng quan trọng này. Cái giá cả của khách sạn Anh tức là cái dịch vụ của anh nó chiếm được khoảng 80% tỷ lệ lạm phát hàng năm nha Đấy, lĩnh vực này thì đang vật lộn với chi phí tiền lương này. Rồi chi phí đầu vào tăng vọt. thì đây là một trong cái cả, cản trở để mà ngân hàng Anh họ vẫn phải duy trì cái mức lãi suất cao. Thì nhìn chung là khu vực châu Âu thì họ vẫn đang có kế hoạch nếu mà sớm thì cũng phải đến tầm tháng 6 họ mới cắt giảm lãi suất. thì cái này vẫn còn đang một câu hỏi bỏ ngỏ và khả năng cao là ngân hàng Anh sẽ giữ nguyên mức lãi suất chứ không tăng hay là hạ. Bây giờ chỉ có câu hỏi có hạ hay không thì chắc chắn họ chưa hạ ngay trong cái tháng năm này anh em nhá. Ngày mai chúng ta sẽ xem cái bài phát biểu của người đứng đầu ngân hàng Anh, thì lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ biến cái thời điểm đó nhé và thời điểm đầu phiên Mỹ về cuộc chiến giữa Israel và cái quân đội Hamas thì thực sự bây giờ cũng rất là khó lường. À, bên thì cho rằng bây giờ vẫn căng thẳng đúng không bên thì đang thấy rằng à, câu chuyện có cái sự hòa giải đấy, thì bây giờ chúng ta cũng không biết là bất ngờ một thời điểm nào sẽ ra cái tin tức là sẽ chiến đấu căng thẳng thêm hay là sẽ hòa giải bên israel thì họ cho rằng họ đang gây áp lực cho hamas để đạt được cái điều kiện tức là trước đó hamas họ um, đồng ý rồi nhưng mà với cái điều kiện chắc là do bên israel họ vẫn chưa chấp nhận thế là họ phải thúc ép thêm cái việc uh, tiến sát cái khu vực uh, rafah Uh, gần biên giới uh, với Ai Cập này, để họ có những cái động thái gây sức ép lên hamas thì hamas họ phải đồng ý với cả cái điều kiện của israel mình cũng chưa biết chi tiết cái điều kiện đấy là gì chỉ biết là họ đang muốn gây sức ép thế thôi còn có thành công hay không chúng ta cùng xem nhé và mỹ thì họ tạm dừng vận chuyển vũ khí tới israel để ngăn chặn cái cuộc xâm lược rafah đấy tình hình chiến sự vẫn chưa rõ ràng mình đánh giá như vậy nên các bạn mà có mua bán vàng thì cũng đều phải cẩn thận giữa hai đầu nhá. nhìn chung là nó có một dấu hiệu gì đó giảm mạnh mà các bạn muốn bắt hay là tăng mạnh các bạn muốn bắt uh, sale chẳng hạn thì các bạn nên check chú ý có cái tin tức gì nó căng thẳng chiến sự thì nếu mà có bán thì cẩn thận. Còn ngoài ra nếu mà nó giảm mạnh thì mà chúng ta nhìn thấy những cái tin mà có thể uh, hòa giải đúng không? tạm uh, tạm ngừng cái uh, tạm dừng bán đấy, thì cái đấy là trong những cái uh, thông tin mà nó khiến cho cái giá cả nó đi uh, quá mức so với cái uh, kỹ thuật mà chúng ta xác định cái điểm đó nó sẽ là cái điểm dừng đúng không? Nhưng mà do yếu tố FOMO nên nó uh, đẩy đi cái mức giá rất là xa. Thì hiện tại vàng nó cũng có những cái mức biến động lớn như hôm qua các bạn xem này nó cũng quét ra à, hai đầu rất là sai Đấy, Những cái mức uh, 50 giá vèo phát là đạt được rồi Đấy, Thì các bạn đánh vàng phải cẩn thận điều đó nhé Nói chung là cái uh, tác động của thành viên Fed phát biểu hôm qua ấy thì nó gây cho cái áp lực uh, đô la lên giá nhá Các bạn thấy đô la sáng hôm nay tiếp tục cái đà tăng lên này Đấy đây, nối tiếp uh, tối hôm qua Đấy. và ngoài ra thì có thông tin là ở bên uh, cục Dự trữ Liên bang họ vẫn đang uh, có động thái uh, nhìn chung là giữ nguyên cái cái, cái câu chuyện siết chặt định lượng chứ họ cũng chưa thả lỏng ra đâu. Đây, hôm qua thì có cái uh, cái uh, công việc là repo đảo ngược. Cái, nghiệp vụ ngân hàng đấy thì cái này anh em có tìm hiểu kỹ thêm nhá. Thì 73 đối tác này họ thu về 475 tỷ đô, đây là cái tiền lãi gửi qua đêm thôi anh em nhá. Và cái những cái đấu thầu trái phiếu hôm qua thì thành công rồi. Tức là chính phủ Mỹ thì họ vẫn có cái khoản tiền nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy ngoài cái việc thế chấp tài sản thông qua cái trái phiếu trái phiếu chính phủ mỹ ấy, hiện tại họ, họ bán ra nhưng mà cái nhu cầu về cái tài sản thế chấp trái phiếu với cả những cái chứng khoán nó vẫn nhiều bởi vì là cái lãi suất của fed quá hấp dẫn phép để cái mức lãi suất repo qua đêm này thì các bạn xem không thu mỗi một cái lần uh, hoạt động như thế này lên tới 475 năm tỷ đô và mình cũng đọc báo mình thấy có hai cái quỹ định lượng lớn là cái quỹ Citadel uh, mấy cả cái quỹ Jane uh, Street, đấy là hai quỹ định lượng lớn thì họ đang tích cực đẩy cái dòng vốn của họ vào những cái khoản uh, lãi suất cố định thì cái lãi suất cố định là họ họ mua trái phiếu này rồi họ mua các tài sản đảm bảo về bên chứng khoán họ thông qua về cái hoạt động repo đảo ngược của fed để họ thu về cái khoản uh, tiền lãi Yeah. Đấy. thì fed đang uh, uh, vẫn phải siết chặt định lượng mà thì họ phải uh, gom lại những cái tài sản thế chấp để họ uh, tung uh, trả lãi cho những cái người mà họ cung ứng cái tài sản thế chấp đó tức là hút cái dòng tiền về đấy đợt trước thì fed cũng uh, có vẻ là sẽ dần dần là chậm lại cái quá trình uh, bán tài sản ra đấy. nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy cái động thái uh, mua lại đúng thế thì fed vẫn phải duy trì cái việc trả lãi suất cho các cái bên đối tác này đấy thì các quỹ định lượng họ đánh hơi họ vẫn thấy cái khả năng về lạm phát bây giờ nó cao mà nên Fed vẫn phải giữ cái mức lãi suất để cao nên đấy là cái cơ hội để mà họ tiếp tục họ gửi vào họ ăn cái tiền lãi qua đêm thôi nó lãi suất rất là nhỏ nhưng mà các bạn nhân lên cái số tiền lớn thì nó là con số rất khủng khiếp Nên tới cả hàng trăm tỷ đô rồi nhá Đấy thì cái hoạt động về repo đảo ngược thì các bạn có thể nghiên cứu thêm ở trên các cái trang tài chính nha cái này thì mình nếu mà có thời gian mình sẽ làm video riêng nhưng mà nhìn chung là cái hoạt động này mà nó vẫn đang diễn ra và các đối tác họ thu được nhiều tiền này thì chứng tỏ là nó tạo cái sự hấp dẫn về cái dòng tiền nó hút vào trái phiếu rồi hút về fed này anh em nhá, Đấy, họ đang muốn siết chặt Thế thì khi nào phép ngừng nó Đấy mà trong công cụ là phép dùng để nới lỏng định lượng hoặc là siết chặt định lượng Thì cái giai đoạn hiện tại là phép vẫn muốn siết chặt lại không? Bởi vì cái mức lạm phát nó vẫn cao và chưa thể về cái mức mục tiêu 2% của phép được thì họ vẫn động thái như vậy nhưng mà họ không có công bố về câu chuyện quá diều hâu ra bởi vì như thế thì lại gây cái phản tác dụng tới cái sự suy sụp của thị trường và suy sụp thế thì phép lại phải đảo ngược để mà hỗ trợ nền kinh tế thì họ đang cứ dần 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 thôi thì họ giảm bớt đi Đấy, như bên trung quốc thì họ cũng tăng cái tỷ lệ repo lên một cái mức lãi suất cao hơn một chút thôi Đấy, cái hoạt động này thì cũng gọi là siết chặt thêm gần đây thì bên trung quốc họ có nới lỏng về cái thị trường nhà đất rồi mà Đấy, để hỗ trợ kinh tế rồi có những cái biện pháp nới lỏng cho bên Hồng Kông này kia thì thị trường cũng tích tích cực tăng lên nhưng mà họ vẫn phải để phòng ngừa về cái yếu tố lạm phát nha nên họ có những cái siết chặt thì bạn thấy sáng ngày hôm nay khi mà có những yếu tố về thể hiện các ngân hàng trung ương họ vẫn có động thái siết chặt như vậy thì thị trường chứng khoán cũng phản ứng không mấy tích cực đâu ạ hôm qua chứng khoán mỹ thì sau khi mà lập được cái mốc đỉnh trên thì, thì bắt đầu lại điều chỉnh ở cái thời điểm cuối phiên đến phiên chiều chứng khoán lại giảm về lấp gáp đại chứng khoán uh, châu Á hôm nay các bạn thấy những cái hoạt động đây thì cũng khiến cho chứng khoán nó không được uh, uh, tăng tốt đẹp một phần uh, như chứng khoán Hồng Kông thì có cái gap này nó đang mua xuống lớp gáp nha thì cái điều đó nó cũng là một cái yếu tố tác động chung với tình hình của thị trường nó Bitcoin thì cũng lanh quanh đây Bitcoin thì uh, mình chỉ điểm qua một chút thôi nhá uh, các thông tin mình vừa điểm qua xong rồi bây giờ điểm qua các đường giá một số cặp như Bitcoin thì mình vẫn đang chờ đợi một cái cây uh, 4 giờ nó nằm bên trên đường trung bình giá 200 có chăng bây giờ mà thử ấy là các bạn kỳ vọng nó đi sideways được. Không? tức là nó gặp cái vùng 0.618 này nhưng mà khi nó phá cái đáy mới là các bạn phải chấp nhận sl đi vừa xong thì nó test lại cái vùng 0.618 của con sóng tăng trước đó này và nó test lại cái đường xu hướng nó đã vừa phá vỡ đâu xuống giảm này à, thì nó có một cú hồi nhưng mà cú hồi này có vẻ nhưng vẫn thể hiện yếu đâu thì cái này chúng ta vẫn phải chờ đợi tiếp đến phiên mỹ xem tình hình chứng khoán và thậm chí đến ngày mai nếu mà các bạn đánh theo khung ngày này đó thì rõ ràng là nó đang nối tiếp muốn ba ngày giảm liên tục thế thì nếu mà cái ngày ngày hôm nay nó thực sự nó xanh đẹp ấy thì chúng ta ngày mai chúng ta có cơ hội mua nó sẽ an toàn hơn chứ nếu mà mua ngay bây giờ thì nỡ đến cái thời điểm phiên Mỹ là nó sập tiếp nó tạo ba ngày giảm liên tục thì đôi khi nó sẽ về những cái mốc 61.000 hoặc dưới 61.000 cái khu vực 1/2 uh, của cái con sóng tăng trước đó đúng không? Thì thường khi mà chúng ta có dấu hiệu của con sóng một đầu tiên nó sẽ có những cái con sóng bạch test thứ hai nhưng mà cái điểm rơi chính xác ở đâu chúng ta sẽ rất khó đoán nên chúng ta cứ lần mò thôi theo cái khung giờ đúng không? Nếu mà có tín hiệu thì chúng ta có thể thử nhưng mà đừng ham quá anh em nhé chúng ta cứ chờ đợi và nếu mà nó tiếp tục nó phá xuống cái đáy mới đúng không? Bởi vì chúng ta cũng không biết là liệu có thực sự là tạo xong cái lớp 1 2 3 hay không hay là nó sẽ lại úp bô cho phát nó, nó theo cái đà trên kia mặc dù bây giờ thì nó gặp cái đường chen giảm trước đó đấy, nó chưa chui trở lại đúng không? Đấy. Thế thì cái quyết định ở phiên Mỹ thì mình sẽ có cái cập nhật của anh em theo thời gian thực luôn nhá cho các cái thông tin cũng như là đường giá còn với vàng hiện tại thì à, các bạn có thể thấy à, lúc à, sáng nay thì nó quét bên dưới bây giờ nó lại quét bên trên cái vùng đi ngang. này cái vùng đi ngang tối ngày hôm qua nó vẫn trong cái khu vực đó. Và nếu mà xét ở cái khung 1 giờ thì nó đang nằm bên trên cái đường trung bình giá 215 phút cũng vậy. Thì xu hướng nó đang là tích cực cho vàng. À, một phần thì chúng ta thấy cái động thái của Fed như vậy vẫn đang lo lắng về lạm phát đó Thế thì vàng là công cụ để phòng ngừa lạm phát này Thứ hai về cái tình hình chiến sự tại Trung Đông nó vẫn đang rất là căng thẳng Sáng nay thì mình có mua một ít mình lãi nhưng mà mình không giữ được mình hơi sợ về câu chuyện này Sáng nay lãi được còn khoảng năm 50 đô thôi Mình mua một ít vàng tại vì lúc đấy là thấy nó sụp sập xuống đây xong rồi lại đảo ngược trở lại cái vùng 2310 Thì mình mua đấy mình lên cái đoạn đỏ đỏ trên này là mình chốt rồi Để mình kỳ vọng nó chạm lại cái cản trên đấy là mình chốt Đoạn này thì nó đang phố mô mạnh đấy à, thì bạn nào mà có dự định về bắt nha, thì các bạn phải cẩn thận về những cái tin tức chiến sự Như vừa sau mình có lưu ý anh em đấy nó đang tăng mạnh này phải luôn luôn check cái tin chiến sự nha. ví dụ tin chiến sự thì các bạn có thể check ở một số cái trang tài chính à, mình có chia sẻ cho anh em đấy thì nếu mà có những cái gì, tin tức uh, mới gì về cái uh, việc uh, phóng tên lửa cơ chứ bây giờ cái cuộc chiến uh, uh, giữa hamas và israel đấy về câu chuyện về truyền thông thôi cũng chưa có động thái tiếp theo khi mà israel họ tiến công trên đường bộ vào rafah Thì chưa có thông tin đó nha Nhưng cái đấy là cái tiềm năng nữa Thì anh em giao dịch thời điểm đầu phiên âu chú ý nha Đoạn này thì nó chuẩn bị đến đầu phiên âu Đây là xong à, phiên mùa hè 1 giờ chiều sẽ mở cái thời điểm phiên âu Thì các bạn à, có vào giao dịch Thì luôn luôn cẩn thận với cả những cái biến động đầu phiên nha Nếu mà không có tin tức gì Thì các bạn có thể đợi đến tầm 2 giờ nó quét cho phát nữa À, một một giờ hơn thì nó nha tầm tầm hoặc là có thời điểm thì nó cũng phải sau phiên này thì lúc đó anh em tìm thời điểm đó nó sẽ phù hợp hơn là các bạn bán ngay bây giờ nếu lại vào thêm năm giá nữa đúng không? Đấy, thì với cái kế hoạch của mình thì uh, ở trên kênh Telegram thì cũng uh, đưa ra một cái kế hoạch về sell limit của Ad Hunter đấy các bạn có thể tham khảo nhá những cái vùng đấy còn bản thân mình thì uh, mình sẽ chờ đợi những cái thêm mốc thời gian ví dụ là đang lên này thì mốc thời gian phù hợp là đợi thêm 30 phút nữa mở phiên âu thì sẽ xem tình hình lúc đấy hơn là bây giờ vào bán luôn à mọi người xem nhá anh em nhá thì kế hoạch của Bitcoin thì mình vẫn chưa kế hoạch về câu chuyện mua còn câu chuyện bán khống đấy thì nhường mà anh em bán thì bán nha mình thì vẫn kế hoạch về câu chuyện mua nhưng mà nó phải đủ điều kiện thì mình mới vào mua chứ với cái kế hoạch lực yếu này mình chưa có vào Bitcoin gì trong cái lệnh hôm nay đâu anh em nhé thì các bạn đừng quên theo dõi kênh chu Đinh để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường trong các cái phiên giao dịch thường bây giờ mình sẽ cố gắng trước thời điểm hoặc là mở cái phiên Âu ra thì mình sẽ lên một cái video mình cập nhật những cái thông tin như vừa xong ở một cái bản nốt cho nó nhanh gọn và từ đó các bạn có thể cập nhật được thông tin cũng như là những cái mẫu hấp dẫn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thị trường những cái vấn đề về phép này thì các bạn nên tìm hiểu về cái hoạt động repo đảo ngược nhé cái này cũng khá hay đấy nó sẽ cho anh em biết được về cái câu chuyện phép đang siết chặt tiếp định lượng hay là những cái câu chuyện về trái phiếu, cái dòng tiền nó đi ra làm sao thì một trong cái chỉ số đó cái hoạt động đảo ngược này của phép này thì họ sẽ trả lãi rồi trả lại cái khoản tiền đúng không? đấy bán lại chứng khoán rồi nói chung tùy cái trường hợp bây giờ họ đang muốn siết chặt thì nó cái hoạt động repo đảo ngược đó. còn cái giai đoạn mà họ lấy lỏng định lượng thì nó lại khác nha anh em nhé thì đó là những cái thông tin mình muốn cập nhật cho anh em trong cái thời điểm đầu phiên và hy vọng những thông tin đó sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình giao dịch và đầu tư dài hạn nhé bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai nhé